Được, mía trân châu và topping ăn kèm bạn đã thử chưa? À, ở video hôm trước thì mình đã làm món nước mía kết hợp cùng với trái cây rồi. Thực sự nó quá ngon mọi người ạ, và không hề đau bụng một chút mối luôn. Hôm nay mình thử kết hợp cùng với trân châu và thạch bút ít thì kết quả ngoài rất mong đợi, quá ngon và mát luôn mọi người ạ. Một miếng nước mía ngon lim ăn kèm cùng với miếng bút ít mềm tan trong miệng, không nghĩ là có sự kết hợp tuyệt vời gì luôn á. Ở clip hôm trước thì mình kết hợp nước mía cùng với trái cây, có nhiều bạn bình luận là có một số nơi cũng đã bán món này rồi, mà đúng là mình không biết và chưa bao giờ thử luôn mọi người ạ. Thiếu sót quá đi, chỉ là phải dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm thêm thôi. Ngoài kết hợp cùng với thạch bút đinh và trứng nhau ra thì mình còn kết hợp cùng với kem pha lăng và trứng nhau đen nữa, có khác chi trà sữa mô mọi người hè, còn có thêm cả thạch phô mai nữa nè. Vì mê uống trà sữa quá mà thử kết hợp thêm với kem chi măng nữa cũng rất là đỉnh của đỉnh luôn. Vì ngọt của nước mía, vì béo béo măng măng của kem, vừa đã khác mà vừa giống vị trà sữa, đỡ thèm ghê luôn mọi người ạ. Rồi tiếp tục về cái vấn đề ngày hôm trước nè, dầu biết rằng á, team mình vẫn luôn cố gắng để có những tư duy sáng tạo và phát triển những món ăn theo những hướng mới và độc lạ ngon. Chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó nên ẩm thực của Việt Nam nói chung và của Huế nói riêng sẽ đi khắp mọi nơi và được nhiều người biết tới hơn. Ví dụ như là chỉ một món nước mía nhìn đơn giản và bình dị vậy thôi, nhưng mà mọi người có thể kết hợp cùng với nhiều topping khác nhau sẽ phát triển món nước mía và tăng đồ ngon và hấp dẫn cho món này hơn. Bye bye.